ពលរដ្ឋខ្មែរបានលើកឡើងថាពួកគាត់មិនអាចឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានទេហើយបើសិនជាគូក្របីគាត់នឹងហ៊ានទៅឆ្លងដែនទៅវៀតណាមក៏ថាមិនហ៊ានទៅយើមកវិញទេគឺស្មើនឹងបាត់បង់ហើយហើយពួកគាត់លើកឡើងថាចម្លែកខាងវៀតណាមត្រឡប់មកវិញបែរជាក្របីវៀតណាមហ្នឹងគឺសម្រុក គូក្របីវៀតណាមមកលេងនៅដីខ្មែរយើងនឹងសារីពេញនឹងហើយគាត់មានការព្រួយបារម្ភថានៅពេលដែលគូក្របីវៀតណាមដេញឆ្លងដែនមកលេងនៅយើងដល់តែពេលខ្លាចគូក្របីគាត់ច្រឡំចូលវងគូក្របីវៀតណាមហើយវៀតណាមដេញទៅយកទៅដំងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរចឹងហើយបានជាគាត់ព្រួយបារម្ភពីសមត្ថភាពនឹងហើយជនជាតិវៀតណាមដែលមកលេងកបគូលេងក្របីនៅដីខ្មែរយើងហ្នឹងក៏ថាជាសារីជាសម្ាញ់របស់គាត់ដែរដោយសារជាទម្លាប់ប្រពៃណីគាត់គឺថាឲ្យតែព្រឹក ឡើងមកក៏ថាដីខ្មែររៀងកលៀងគាត់លែងគោលែងកបីនៅហ្នឹងហើយចំណុចដែល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 លែងគោលែងកបីនៅហ្នឹងហើយច
nó chú đan lúc nó chú đan nó chú đan là chích đúng nè đúng nè cho một đánh mà mơ nơi đây đây Campuchia nó mang ngay hả ông hả chắc là nó tùy ngay đây anh ơi Campuchia chỗ thôi mau Campuchia xây thôi dùng học đứng chơi bằng ơn tơ mau nó tơ mau mơ nó tơ mau dạ khăn nâng chỗ thì mau nâng khăn nâng chi hết khăn nâng chỗ thì mau khăn nâng chi ហើយសូមស្ដាប់សំឡេងដល់បងប្អូនរដ្ឋខ្មែរដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការមិនពេញចិត្តទៅឡើយវៀតណាមមកលេងកប់គូលេងក្បីនៅដីយើងតិចបាទតែឆ្លាស់ចឹងមកតែរហូតមកដល់រហូតចុះខាងអាញាធ្វើយើងគេមានមកដេញមកអីទេអត់ទេម៉ែបងទៅលពុយលពូអត់ទេគួយយើងទៅបានហើយមកចឹងទៅខ្ញុំទុកតាំងខ្ញុំដាច់អស់ហើយនឹងទៅទៅមិនខំឲ្យលោកមិនខំមកជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យគាត់ថាគាត់រវល់គាត់រវល់តែឲ្យបងនៅនេះគាត់តែទៅខ្ញ
kim loại tên này chấm búa xem mặt cái vinh bàn pháp này nghe phiền ăn tha mình miên chỉ bàn hà cháo đây tê đời xa tại quạt xem ăn tha đây Việt Nam cái chứng yết này khmai anh ta lia chăng quạt chặt tộc tha mình chỉ bàn hà tê đời xa tại quạt score chuyển chiết Việt Nam tại này chọp chọp rụng đây đang chân kỳ một lên chỉ riêng xem mạnh bảo kê đi hai chợ thương từ nâng gặp bàn hà cháo thằng lừa bảo chiêu bảo thạc la cho cô có bay quạt châu vùng tới Việt Nam đánh tư cứ một bàn hai tỷ pi quạt chòng đây đang bảo ba ấy chân tới có xem mặt cái thà kiện ấy cứ sử dụng bản nhà từng ngon thì chắc là ao sử dụng lại tại tu chi chẳng nào đó phù rất bàn và thêm tha nơi đồng bọn prom đại đấy không ai dưỡng là nơi cho prom đại cứ bà bà miền hà này phơi ra nơi xa tới cô của mấy cứ cho lọ đại tới cứ tập lọ một vĩnh cứ ở bàn đi hay là tập về hàng kế tập lọ từ tập lọ màu bàn chẳng hay bàn chỉ còn lực lang tha bảo sân na chi sử mặt cái dưỡng áng tại sông bay đặc luôn qua tương tự lo Việt Nam su nuông bà bà chẳng nghe chẳng ngang ai cái sai nơi đây kế nào hay là tập về màu dây tập chụp mũi dương xíu bàn tay đó là p tay chụp mũi kia mình hiện giấy nick chỉ bàn hạ chào chẳng hạn bàn chỉ quạt nào xong ao lô cặp đom sân đây sân ca khét xoài riêng để lan can tầm này thay thay phong nốt xong mà ta bị nứt bàn hạ tầng ngon đấy hơi rất là tạc tạm rụng đáy hơi trời bảo miên ca chloi to tha chloi tây Việt Nam mình ấy nick cứ trời tầm miên cảnh sân giá rồi còn miên ai cái sa ai liên liên ao soi chỉ play cá được viên sự bật cảnh hôm nay đường Việt Nam cho bạc luôn đó là p là giấy bàn bàn tay đó là p là rương chạy sân đây cứ bán ở bán đôi chặt đôi biển giấy nó có thà đừng vừa ở cả giờ chia bờ rót luôn nơi bồng đáy nó miên bàn nhà các đại được nghe nâng bàn nhà bạch chớm chuyện này thiệt hại chẳng hạn bàn chỉ quạt thà bạc bạc bằng phát cứ ai cô có bay quạt tới chalong đại từ kế đời xa châu vùng nắng giờ kì giờ mòn đây nắng cứ bàn nhà chào cùng ở chào ngày cái đó chẳng xong ở chui bị nứt bàn nhà này.